nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin. Hiện trường ám ảnh vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Quảng Ngãi. Cả nước có mưa rào và dông, cảnh báo sạt lở đất trên sườn dốc. Khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ ở Quảng Trị. Hezbollah cảnh báo rắn Israel dọa tấn công đảo Syros. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. Rạng sáng ngày 20 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới Hà Nội. Tổng thống Putin xuống chuyên cơ, trò chuyện vui vẻ và sau đó lên chuyên xe chiếc limousine Aurus cùng đoàn đại biểu cấp cao Nga rời sân bay Nội Bài, di chuyển hướng về trung tâm Hà Nội. Trưa ngày 20 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin theo nghi thức trang trọng nhất. Lễ đón được thực hiện theo nghi lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước. Sau lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên cũng sẽ đánh giá về tình hình quốc tế, nhất là những vấn đề cùng quan tâm. Chiều ngày 20 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến việc ký kết các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí. Cũng trong chiều 20 tháng 6, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Sau đó, tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tiếp đó, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi đã đến nhà viếng hai nạn nhân trong vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình bị sát hại xảy ra ở thôn 4 xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi. Chia sẻ những đau thương mất mát mà gia đình phải gánh chịu, bà Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tập trung lo hậu sự chu đáo cho người đã mất, đồng thời cố gắng chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần cho hai cháu Lê Hồng Như Y, 6 tuổi, Lê Hồng Châu N, 4 tuổi, là con của vợ chồng anh Lê Hồng Tài, 45 tuổi, và chị Phạm Thị Phương, 42 tuổi. Có mặt tại lễ tang của vợ chồng anh Lê Hồng Tài, 45 tuổi và chị Phạm Thị Phương, 42 tuổi, Đại úy Trần Hoài An, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, người lao vào khống chế nghi phạm sát hại cả gia đình 4 người, cho biết đến giờ anh vẫn còn bàng hoàng trước những gì đã xảy ra với gia đình anh Tài. Ngay lập tức, anh An phối hợp cùng người dân địa phương đưa hai cháu đi cấp cứu, đồng thời báo cáo vụ án cho lãnh đạo Công an thành phố Quảng Ngãi, tăng cường lực lượng hỗ trợ. Lúc này, qua thông tin từ quần chúng báo lại, hung thủ vẫn còn ẩn nấp trong nhà nạn nhân. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, quê ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nơi ở hiện nay xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thuyết khai việc sát hại gia đình anh Tài xuất phát từ mâu thuẫn đất đai cách đây hàng chục năm trước. Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà dân cao 5 tầng ở phố Hà Trì 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Theo đó, khoảng 2 giờ 45 phút rạng sáng ngày 20 tháng 6, ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 ngôi nhà ống nằm sâu trong ngõ phố Hà Trì 4, rồi nhanh chóng lan lên tầng 2. Ngôi nhà mới được xây dựng, phía trước không có ban công thoát nạn, phần cửa chính và cửa sổ đều làm kiên cố. Nhận được tin báo cháy, cảnh sát điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Do ngôi nhà nằm trong ngõ hẹp nên việc tiếp cận hiện trường cháy gặp khó khăn. Thời gian qua, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người. Tháng 9 năm 2023, vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân làm 56 người chết, 37 người bị thương. Tháng 1 năm 2024, vụ cháy ngôi nhà 3 tầng là tiệm hoa Hàng Lược, quận Hoàng Kiếm làm 4 người trong một gia đình tử vong. Tiếp đó, ngày 24 tháng 5, hai ngôi nhà ở và cho thuê nằm trong ngõ sâu phố Trung Kính, quận Cầu Giấy xảy ra hỏa hoạn làm 14 người chết, 6 người bị thương.
Gần đây nhất là vụ cháy nhà 6 tầng ngày 17 tháng 6 tại 207 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, làm 4 người tử vong. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết tổ chức công đoàn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ người lao động sau khi chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng ở khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sản xuất giày dép, tuyên bố sẽ ngừng hoạt động. Trước đó, ngày 19 tháng 6, công nhân đã yêu cầu ban giám đốc công bố rõ ràng mức hỗ trợ khi giải thể. Liên đoàn Lao động thành phố Dĩ An cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Công an thành phố Dĩ An đã đến làm việc. Qua đó, công ty đã tổ chức họp thông báo cho hơn 200 công nhân chủ chốt tại công ty. Theo đó, về lý do ngưng hoạt động, đại diện công ty cho hay, do khó khăn về đơn hàng, công ty sẽ ngưng hoàn toàn hoạt động sản xuất kể từ ngày 30 tháng 6, sau đó tiến hành xuất khẩu toàn bộ thành phẩm đã hoàn thành theo đơn đặt hàng. Tiền lương tháng 6 được chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt vào ngày 10 tháng 7. Tiền bồi thường hợp đồng do vi phạm thời gian báo trước được chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt vào ngày 15 tháng 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, ở Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với 4 cán bộ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện thẩm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật về đất đai, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt 5 bị can để tạm giam điều tra hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An. Theo đó, các bị can gồm: Nguyễn Văn Dương, nguyên là trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nghỉ hưu; Phạm Điền, nguyên là chuyên viên của Phòng Giáo dục Đào tạo, nay là Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Kim Đồng, thành phố Hội An; Nguyễn Ngọc Sĩ, là chuyên viên thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo; Nguyễn Thị Thu Điệp, kinh doanh trang thiết bị giáo dục; Nguyễn Khưu Đông Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Phú Vi. Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện mua sắm các trang thiết bị giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An đã thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị với Điệp, Phong, tổng giá trị trên 14 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố Trần Anh Vũ, sinh năm 1968, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2021, bà L quen biết với Vũ và Vũ giới thiệu là phó trưởng ban nội chính Trung ương. Bà L đang làm hồ sơ bán 4.000 m2 đất tại Bình Dương, nhưng phát sinh tranh chấp với chủ đất giáp ranh liền kề nên không thể sang tên được. Bà L kể cho Vũ nghe, thì Vũ đồng ý giúp. Sau khi Vũ nhận lời giúp bà L giải quyết, thì trùng hợp, Ủy ban Nhân dân phường Hưng Định, thành phố Thuận An cũng có quyết định xử lý tranh chấp để bà L hoàn thất thủ tục mua bán đất. Từ đó, bà tin tưởng Vũ hơn. Thời gian tiếp theo, Vũ nhiều lần đưa ra thông tin gian dối như có khả năng giúp các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn ưu đãi của chính phủ, mua nhà đất với giá rẻ, khiến bà L tin tưởng, đã chuyển cho Vũ trên 30,5 tỷ đồng.
Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự hai người nước ngoài là Hoàng Gia Lạc, sinh năm 1992 và Hoàng Chấn Long, sinh năm 1974, cùng ngụ huyện Hiển Đông, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở rồi đi sâu vào nội địa. Lợi dụng sơ hở của các công ty, doanh nghiệp không có bảo vệ trông coi vào ban đêm, chúng đã đột nhập trộm cắp tài sản. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, hai người này đã chuyển đổi thành tiền và gửi về Trung Quốc qua mạng WeChat, rồi tìm cách lẩn trốn về nước. Trước khi bị bắt, chúng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố khác. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban, cảnh báo Israel về một cuộc xung đột không có giới hạn nếu Israel tấn công lớn vào Liban. Ông Nasrallah cảnh báo về một cuộc chiến tranh không kiềm chế, không có quy tắc và không có giới hạn trong trường hợp Israel tấn công lớn vào Liban. Ông Nasrallah khẳng định khi đó không nơi nào ở Israel thoát khỏi vũ khí của nhóm này. Kênh Al Jazeera dẫn lời ông Nasrallah nói, tất cả những gì đối phương nói cũng như những lời đe dọa và cảnh báo mà các nhà hòa giải đưa ra, cũng như những gì được lan truyền trên các phương tiện truyền thông Israel về một cuộc chiến ở Liban không khiến chúng tôi sợ hãi. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah cho rằng Israel mới là bên nên sợ hãi. Ông Nasrallah đánh giá cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và các lực lượng vũ trang ở khu vực sẽ thay đổi và định hình tương lai khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình vừa tuyên bố đanh thép, không có chỗ cho tham nhũng trong quân đội Trung Quốc. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 19 tháng 6 dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng có những vấn đề sâu xa trong chính trị, tư tưởng, phong cách làm việc và kỷ luật của quân đội Trung Quốc. Không thể có đất dung thân cho các phần tử tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, ông Tập phát biểu tại Hội nghị Công tác Chính trị quân sự vừa diễn ra tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, nơi thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội nghị kết thúc hôm 19 tháng 6 sau 3 ngày làm việc, là hội nghị đầu tiên về vấn đề tham nhũng trong quân đội Trung Quốc kể từ năm 2014. Ông Tập cho rằng những thử thách chính trị mà quân đội Trung Quốc PLA đang phải đối mặt là phức tạp và tình hình quốc gia, tình hình trong đảng và quân đội đều đang trải qua những thay đổi phức tạp và sâu sắc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ bổ sung biện pháp để trừng phạt các kiểu tham nhũng mới và tham nhũng ngầm, tăng cường giám sát các quan chức cấp cao. Ấn Độ ghi nhận hơn 40.000 trường hợp nghi ngờ say nắng trong mùa hè này khi một đợt nắng nóng kéo dài khiến hơn 100 người tử vong. Nhiệt độ ở miền Bắc Ấn Độ đã tăng vọt lên gần 50 độ C, tạo thành một trong những đợt nắng nóng dài nhất được ghi nhận. Số ngày nắng nóng được ghi nhận ở vùng Tây Bắc và Đông Ấn Độ nhiều hơn gấp đôi so với thường lệ trong mùa này. Chim từ trên trời rơi xuống do nắng nóng quá mức. Các bệnh viện cho biết rất nhiều bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt. Nhiệt độ cả ban ngày và ban đêm đều đạt đỉnh trong những tuần gần đây, kể từ đầu mùa hè vào tháng 3. Trước tình hình đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã yêu cầu các cơ quan liên quan cần phải chú ý ngay lập tức đến bệnh nhân. Trong khi đó, các bệnh viện ở thủ đô New Delhi đang đối mặt tình trạng thiếu nước và nhận được chỉ đạo bổ sung giường bệnh để tiếp nhận thêm bệnh nhân. Một quan chức của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã có hơn 40.000 trường hợp nghi ngờ say nắng và ít nhất 110 trường hợp tử vong được xác nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 6. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!